Chào các bạn, nay hôm nay mình sẽ review cho các bạn về một con ICO được đánh giá rất là tiềm năng, đó là Exchange Hiện nay thì Exchange Rate đang là một loại tốt nhất của thế giới. Nó có thể tương đương với Bitcoin và Altcoin. Ở đây, tốt nhất của cả thế giới, Bitcoin và Alt ở một nơi. Hiện nay thì ICO sẽ kết thúc vào 31 ngày tới. Tổng số mã đã bán là 59 triệu. 59 triệu trên 190 XRR. Hiện nay thì đã vượt qua con số soft cap rồi. Các bạn có thể nhanh chóng mua ICO này để có thể đầu tư vào phần thông tin của dự án. Mình sẽ giới thiệu các bạn về phần thông tin về loại exchange rate này nha. Giao dịch hiện nay giao dịch thành công trong ngày yêu cầu đưa ra các quyết định dựa trên một số biến động của thị trường. Thì thu thập thông tin liên quan đến một cách nhanh chóng và dễ dàng, yêu cầu thông minh và tự động hóa số liệu nâng cao. Exchange rate sẽ cung cấp tất cả những điều đó và nhiều hơn nữa. Đó là một sự pha trộn mà làm cho nó có thể dễ dàng, nhanh chóng để bắt đầu gặt hái lợi nhuận và an toàn. Chúng tôi thì tự hào giới thiệu về sản phẩm của chúng tôi đến với thế giới. Exchange Rate là một nền tảng dựa trên công nghệ chặn và là một thuật toán để nhúng miễn phí trong nền kinh tế mã hóa cho bất kỳ người dùng thương mại nào. Thì đối với nền tảng này có 3 thành phần tích hợp. Thứ nhất đó là tích hợp thương mại tự động, các thuật toán cho sự quan hệ giữa các nhà giao dịch trong thị trường tiền tệ và cộng đồng các nhà giao dịch bật mã. Hiện nay nhiệm vụ chính của Exchange Rate đó là cung cấp một nền tảng với một loạt các công cụ giao dịch thiết yếu mạnh mẽ, có giá trị sử dụng trí thông minh tăng cường. Đối với sự tìm hiểu của chúng ta thì Crypto Trading là một mô hình kinh doanh được thành lập với hơn 2 triệu nhà giao dịch mới mở tài khoản mới và trao đổi hàng tháng. Những thương nhân thành công tạo ra lợi nhuận chưa được tính hàng ngày. Sự tăng trưởng của các nhà giao dịch trên toàn thế giới mang lại nhiều cơ hội hơn cho thanh khoản gia tăng, tăng nhận thức pháp lý đáng mang lại sự ổn định của thị trường. Exchange rate về khoảng cách. Đối với những gì đã từng là một bí mật hiện thương mại độc quyền hiện sẵn có cho tất cả. Phân tích dữ liệu và tình báo giao dịch hiện nay là một giá trị đặt trước trên nền tảng Exchange rate. Về nhu cầu giao dịch thành công, bạn có thể thu thập dữ liệu một loạt các nền tảng có giá trị bao gồm các chỉ báo ads sử dụng trên API Bookwing, kỹ năng phân tích, khả năng diễn giải dữ liệu toàn diện để đưa ra quyết định tốt nhất. Quyết định hành động dựa trên thông tin chính xác và kịp thời là những gì làm cho các giao dịch có lãi. Về tính nhất quán, tự động hóa giúp mọi thứ hoạt động liên tục và dễ dàng. Dưới đây thì sẽ là phần giới thiệu cụ thể về exchangerate.io. Exchange Rate được sử dụng trên nền tảng Settlement. Đầu tiên sẽ mang lại dữ liệu phân tích thông minh đến các nhà giao dịch sử dụng tính năng tự động hóa và chia sẻ chiến lược phân cấp. Với bộ lọc cái sẵn mạnh mẽ, Exchange Rate sẽ là một nền tảng được thiết kế bởi các nhà giao dịch cho các nhà giao dịch. Cài đặt bộ lọc tự động đi kèm với chiến lược đặt trước yêu cầu nỗ lực tối thiểu. Về phương pháp tiếp cận chiến lược, chức năng chéo, Exchange Rate phân tích thông qua các thuộc tính metric của mỗi coin trên exchange và lốp thông qua bộ lọc chiến lược cho các tín hiệu Enchim và đánh giá chúng trên một mức ưu tiên, kích hoạt một trigger thông qua các vị trí đủ điều kiện, lặp lại các tiêu chí bằng cách sử dụng tự động hóa trên mục thoát và chu kỳ. Về thực hiện Proving, việc áp dụng một chiến lược là một chuyện, bắt nó và dòng chảy thị trường lại là một chuyện khác. Với Exchange Rate thì sẽ cung cấp các công cụ để kiểm tra các chiến lược và bộ lọc với các điều kiện thị trường thực tế, kiểm tra các kết quả chiến lược. Exchange Rate dưới đây là video về phần giới thiệu về Exchange Rate. Thì đây là một Trading Capital Profit Table, nó rất được đánh giá. Kinh tế và kỹ năng làm việc. Với Exchange Rate thì nó hoạt động tốt hơn và bạn có thể sử dụng thả một ít tiền XRP
Ví dụ như trên này bạn có thể tổng hợp số tiền như là USD này, BTC này. Đó. Về mã thông báo của exchange rate, viết tắt đó là XRR trên Ethereum blockchain, với mã thông báo đó là ERC20. Exchange rate sẽ được phát hành bởi hợp đồng thông minh vào cuối giao dịch token, đó là vào tháng 5 năm 2018. XRR được xây dựng dưới mã thông báo ERC20 trên chuỗi khối Ethereum. Một BTC sẽ bằng 100.000 XRR. Một Ether sẽ bằng 10.000 XRR. Tiền thưởng sẽ là 5%. Mã thông báo thì sẽ cung cấp tối đa đó là 250.000 XRR. Bạn để phần ICO sẽ là 160 triệu XRR. Phần mũ cứng sẽ là 118.000 Ether. Tiền thưởng có sẵn trong ICO nó là 20.000 XRR. Tổng số token có sẵn trong ICO sẽ là 190.000 XRR. Đối với mỗi phần mua, XRR sẽ đều có hợp đồng thông minh. Về phân phối quỹ thì 47,5% sẽ dùng để phát triển nền tảng. Đó, đây là khoảng này. 14,3% dành cho nghiên cứu và cải tiến. 9,5% dành cho quan hệ đối tác exchange. 9,5% dành cho tiếp thị và chuyển đổi người dùng. 8,6% dành cho các bên liên quan như dự án. 4,8% dành cho các phí khác. 4,8% dành cho phần phí bảo tồn và 1% dành cho chi phí pháp lý. Về phần phân phối mã thông báo, 80% sẽ dùng để ICO, 12% dành cho trả tiền thưởng, 1,2% dành cho airdrop và tiền thưởng, 6% dành cho chủ dự án và các bên liên quan. Dưới đây là thành viên của nhóm, đó là Barbara Bickham này. Barbara Bickham nó là một CTO với nhiều kinh nghiệm về công nghệ và doanh nhân. Đối với lĩnh vực chuyên môn của bà đó chính là Internet of Things, Blockchain và rất nhiều thông tin khác. Cô là cố vấn trưởng và cố vấn của một số công ty trong các ngành công nghiệp khác nhau như fintech, fashion, vân vân. Còn ông Bina Patel sẽ là giám đốc kỹ thuật. Thì còn khá nhiều thành viên khác trong nhóm của nhóm Token Exchange Rate. Đây là ban cố vấn của Exchange Rate. Ông Philip Bloom sẽ phụ trách cố vấn chính. Đây là doanh nhân CEO và là diễn giả quốc tế blockchain và cryptocurrency và fintech. Philip Bloom đã thành lập tập đoàn Blackmore vào năm 2013 và ngày nay nó đã phát triển thành một doanh nghiệp có tài sản đáng kể được quản lý bởi một sản phẩm đầu tư cho lớp học và các doanh nhân tổ chức ở Anh và nước ngoài. Chung ông Philip Bloom rất là nổi tiếng. Ông ví dụ như là ông Vladimir cũng thế. Về lộ trình của dự án thì dưới đây sẽ là lộ trình đã hoàn thành. Đã phát triển ý tưởng này, phát triển CMB, phát hành bản CMB 2.0. Hiện nay thì đang trong tiến trình đó là phân phối mã thông báo XRC trên Ethereum blockchain. Và trong năm 2018 này sẽ phát hành bản CMB 3.0. Trong giai đoạn quý 4 năm 2018 thì sẽ phát hành nền tảng của Exchange Rate cho phái sinh và rộ của thị trường. Kế hoạch cho năm 2019 sẽ là phân tích kỹ thuật nâng cao và học máy và triển khai Exchange vào quý 4 năm 2019. Exchange Rate ICO nó là token sale, rất là đầu tư rất là tốt. Đối với phần triển khai kinh doanh bất khả thi thì bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin ở đây, BitNex này, BitLab, Robit này, vân vân. Rất là nhiều website giới thiệu về exchange rate như là Coin, Foundation, ISO, Quake. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video. Ở video tới thì mình sẽ phân tích kỹ hơn cho các bạn về white paper của dự án này. Và có thể trả lời với các bạn một vài câu hỏi về dự án Exchange Rate này nhé.
Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn.